Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tưởng niệm ơn thầy, hương khói sông mây huyền ảo danh mờ trắng xứ tịch. Tri ân đức tổ, cỏ hoa dệt thảm nhẹ nhàng phủ kín đất chùa quê. Trên núi Hoa Nghiêm, đá sỏi gật đầu nghe pháp thoại. Bên rừng Bát Nhã, cỏ cây xòe đủ đón tan thân. Thật là vô lượng hoan hỷ, vô lượng cát tường. Tối hôm nay toàn thể chúng con được cung đón chư tôn tiền đức, hội đồng tăng già bản thể chứng minh, hội đồng giáo giới gia đình Phật tử Việt Nam, cũng như chư tôn đức trưởng lão hòa thượng từ khắp các tỉnh thành quan lâm về cử hành lễ phúc viếng và giờ phút ngày chứng minh lễ tưởng niệm ân sư của chúng con. Thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính đảnh lễ và thành tâm cung thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thích Thái Hòa, thành viên hội đồng tăng già bản thể, tổng thư ký ban thường trực hội đồng giáo giới gia đình Phật tử Việt Nam, Đại Lam Chư Tôn Đức chứng minh ban đạo từ cho chúng con, thành kính cung thỉnh hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh. Nam mô Lâm Tế Chánh Tông Tự Thập Tự Thế Quý Thượng Nguyên Hạ Quán Tử Minh Chiếu Kiều Hải Ân Linh Tiền chấm nhận. Thưa toàn thể đại chúng hiền tiền, tôi thay mặt chư tôn đức tăng hiền tiền xin chia sẻ để liệt quý vị trong buổi lễ tưởng niệm bậc tôn sư, ân sư, bậc tăng già thường phụ hôm nay, cùng tất cả quý vị quý mến sống và chết trong tất cả chúng ta, không ai thoát khỏi. Ngay cả các bậc cao đức tu hành mà chưa gia nhập vào được dòng dõi bậc thánh, đoạn tầng tập khí phiền não thì sống chết vẫn không thể có tự do, không có quyền lựa chọn. Nhưng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, nhiều bậc cao đức tu tập đã có tự do trong sự sống và chết. Và nhất là xả bỏ báo thân trong ngày rằm Phật đản sinh là một việc làm, một bản nguyện, một sự ra đi thật hiếm có. Sự hiếm có ấy trong lịch sử Việt Nam, chính bản thân chúng tôi đã chứng kiến ba bậc cao tăng. Vì cao tăng thứ nhất mà trong cuộc đời chúng tôi đã chứng kiến đó là Hòa Thượng Phước Huệ, trụ trì Hải Đức Nha Trang, và sau đó cũng dường ngôi chùa này cho Phật giáo làm nơi đào tạo tăng tài, gọi là Phật Học Viện Trung Phật. Ngài Phước Huệ đã về khai sơn chùa Hải Đức, thành phố Huế vào năm 1963. Ngài kêu đồ chúng tới và nói rằng:
ngày 8 tháng 4 là ngày lễ Phật đản, ta sẽ đi về với Phật. Môn đồ trình lại với Ngài, năm nay Phật đản đổi thành ngày rằm tháng 4, Ngài Phước về dạy, nếu vậy thì ngày rằm tháng 4 ta đi về với Phật đúng 12 giờ trưa. Thế là đúng 12 giờ trưa ngày rằm tháng 4 năm 1963, Ngài Phước Huệ khai sơn chùa Hạ Đức Huế đã an nhiên thị tịch đúng ngày rằm tháng 4 Phật đản. Rồi năm 1992, trường lão Hòa Thượng Thích Mực Hiệp chủ trì chùa Trúc Lâm Huế cũng kêu gọi mấy thầy trong ban trị sự Thừa Thiên cũng như môn đồ và nói rằng quý vị cứ yên tâm lo Phật đản, làm lễ Phật đản hoàn tất thì tôi mới đi về với Phật. Cho nên sau khi Phật đản hoàn tất 19 giờ là Hòa Thượng thâu thần thị tịch đi về với Phật nhằm ngày Phật đản năm 1992. Và hôm nay tại ngôi chùa Phật Tân chúng ta, Phật lịch 2564, vì chứng minh đạo sư của chùa Phật Ân, tôn sư của chúng ta, và vì đã có công tâm che chở yểm trợ gia đình Phật tử Việt Nam là bậc ân sư của tất cả chúng ta, và dù tuổi già sức yếu nhưng khi Hòa Thượng Thường Phụ Thích Đức Chơn cách đây 2 năm thị tịch ở Quảng Hương Già Lam thì tôn sư ân sư của chúng ta không kể tuổi tác, không kể bệnh duyên, đã vì sự thành cầu của tăng già mà Ngài đã nhận nhiệm vụ đề nghị Thường vụ Hội đồng Tăng già bạn thể. Như vậy bậc tôn sư của chúng ta, bậc ân sư của chúng ta, bậc Thường vụ Tăng già bạn thể của chúng ta cộng cả thâu thần thị tịch đúng 3 giờ kém 10 phút chiều ngày rằm tháng 4 Phật đản Phật lịch 2564. Sự ra đi của tôn sư chúng ta, ân sư chúng ta, bậc thường thụ của chúng ta trong ngày rằm Phật đản là một sự ra đi mà tất cả chúng ta thấy rằng rất vinh dự, rất hạnh phúc vì chúng ta đã có một tôn sư ra đi nhẹ nhàng như thế, một bậc ân sư xả bỏ báo thân một cách nhẹ nhàng như thế, và một bậc thường thụ ra đi không vì nghiệp lực mà ra đi vì bản thể dù sinh. Thưa quý vị, đại dịch Covid-19 tại quê hương Việt Nam chúng ta được khép lại, mở ra đời sống bình thường
cho toàn thể người dân Việt Nam sau đại dịch. Ân sư, tôn sư, vị thượng thủ của chúng ta, vận công với chúng ta, vận công với đồng bào chúng ta, vận công với những loài chịu đựng đại dịch này. Và đến khi đại dịch trên đất nước Việt Nam khép lại, thì ân sư chúng ta đã mở tông cánh cửa sinh tử để bước vào một cảnh giới niết bàn tịch lặng. Và tổ sư chúng ta đã có quyền lựa chọn, và sự lựa chọn đó đã trải qua một thời gian dài tối luyện từ khi mới 10 tuổi đời. Như vậy, sự tối luyện đã trải dài đến 79 năm. Cho nên, sự ra đi của tôn sư chúng ta, ân sư chúng ta, bậc thượng thủ của chúng ta là một bài học lớn, một bài học cộng lao cảm khổ với đồng sự của mình, đồng lao cảm khổ với Phật tử của mình, đồng lao cảm khổ với đồng bào của mình, đồng lao cảm khổ với tất cả những loài. Khi mà nhân loại cơn đau đã tàn yên, nỗi lo lắng không còn, thì người khép lại hình hài của mình để mở ra một chân trời mới trong cái hành nguyện mới, để có thể tiếp tục con đường độ sinh của mình dưới nhiều hình thức khác nhau trong lý tưởng của Bồ Tát Đạo. Đêm nay, tăng tín đồ cũng như toàn thể các anh chị em gia đình Phật tử trong nước có mặt ở đây, và tất cả các anh chị em gia đình Phật tử trên thế giới đang ngưỡng vọng về trụ sở Phật ấn Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam này. Tất cả chúng ta ngưỡng vọng về đây không phải là để chia gia tài vật chất, mà chúng ta về đây để dự Phật và gia tài tâm linh của Phật Pháp. Cho nên Đức Thế Tôn của chúng ta khi còn tại thế, Ngài đã huấn thị cho hàng đệ tử rằng: đệ tử của Như Lai đến với Như Lai không phải để thừa từ tài sản, mà đến với Như Lai để thừa từ chánh pháp. Cho nên tất cả chúng ta có mặt hôm nay, với tôn sư chúng ta, với ân sư chúng ta, về bậc thượng thủ tam già của chúng ta, không phải để thừa từ tài sản, không phải là để kể lệ công lao của mình đối với ân sư, đối với đạo, mà tất cả chúng ta đến đây hay gửi tâm hồn đến đây là dâng lên giới hương để cống dường tôn sư. Chúng ta kế thừa tôn sư là kế thừa giới, nhờ giới mà chúng ta diệt tận khổ đau, nhờ giới mà chúng ta mở ra một con đường rộng lớn giải thoát. Chúng ta đến đây để dâng nén tình thương lên cống dường tôn sư, và chúng ta kế thừa đình học từ nơi tôn sư của chúng ta, giữ gìn tấm đền tịnh, giữ gìn tấm bất động, dù có thuận duyên hay nghịch duyên, thuận duyên
chúng ta không bị lay động bên trong của thế tục. Nguyện duyên chúng ta không khiếp đảm, không sợ hãi bởi những pha bồi của những kẻ tầm thường. Giữ tâm yên tĩnh, cho nên chúng ta về đây để kế thừa định lực ấy từ nơi ân sư, tôn sư, bậc thượng phụ, tăng già của chúng ta. Chúng ta về đây là để dâng nén tuệ hương lên cúng dường ân sư, tôn sư, bậc thượng phụ, tăng già của chúng ta. Và chúng ta kế thừa chính là kế thừa tuệ nghiệp mà từ nơi bậc ân sư chúng ta đã suốt 79 năm tôi luyện, từ khi còn là chú điều tuyệt chọn cho đến khi trở thành bậc thượng phụ tăng già. Và chúng ta nếu có chia gia tài thì chúng ta chia gia tài tùy lực từ nơi ân sư, tôn sư, bậc thượng phụ của chúng ta. Chúng ta về đây dâng nén tâm hương giải thoát lên ân sư, tôn sư, bậc thượng phụ tăng già của chúng ta. Và nếu chúng ta có chia gia tài thì chúng ta xin nguyện chia gia tài giải thoát đó trong khứ lai từ tài của sinh tử, đủ khả năng chọn ngày giờ thích hợp để xả bỏ thân năm một ngày mà nhận lấy một thân năm một khác tốt đẹp hơn, không đến cái thế giới này từ nước nghiệp lực mà đến thế giới này từ nước nguyện lực đổ sinh. Và chúng ta về đây trong giờ phút này là để dâng lên giải thoát tri kiến hương lên ân sư chúng ta, tôn sư chúng ta, bậc thượng tổ tăng già của chúng ta. Và nếu chúng ta có xin chia gia tài thì chúng ta cũng chính xin gia tài từ nơi giải thoát tri kiến của ân sư chúng ta. Giải thoát tri kiến nghĩa là cái thấy, cái biết về giải thoát. Cái thấy, cái biết về giải thoát đó là gì? Biết khổ đúng là khổ, biết tập đúng là tập, biết diệt đúng là diệt, biết đạo đúng là đạo. Biết rồi thì phải làm gì? Trí khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo. Ta nguyện không đi theo con đường tập đế để sinh ra khổ đế, mang lại nghiệp sinh tử trôi nổi bền bồng trong xẻo ngã linh hồn luân hồi, mà chúng ta nguyện thực hành đạo đế để chúng ta chấm dứt sinh tử ngay cái thân năm buộc này, để diệt đế luôn luôn có mặt của chúng ta. Từ đó chúng ta phá bồ đề tâm, lập hạt lập nguyện tùy theo hoàn cảnh, điều kiện, những duyên của một chúng ta mà tu học hoàn pháp lợi sanh, báo đáp ân đức của tam bảo, ân đức của thầy tổ, ân đức của cha mẹ, ân đức của muôn loài chúng sinh. Chúng ta làm được như thế và đến đây với ý nghĩa như thế, tôi tin chắc rằng ân sư của chúng ta giờ này sẽ khoan hỷ việc làm của chúng ta, tôn sư của chúng ta rất khoan hỷ sung sướng mỉm cười với việc làm của chúng ta, bậc thượng tổ tăng già của chúng ta rất khoan hỷ bởi vì biết rằng Phật pháp còn có nhiều kẻ thử lưu con đường chấm dứt sinh tử của chúng sinh có cơ hội khép lại, chánh pháp còn có lý do để trường tồn bất diệt địa thế gian này, là ngọn hải đăng soi rọi cho thế giới trời người bước ra khỏi sinh tử và nhìn nhận cuộc sống này
là sự tương quan tương sinh. Chúng ta hãy đến với nhau bằng tâm bồ đề, bằng hạnh nguyện tử bi. Chúng ta làm được như thế, tôn sư chúng ta rất hoan hỷ, và ngài sẽ cùng có mặt với chúng ta bất cứ ở đâu, lúc nào. Và chúng ta hãy đồng hành với ngài trên bản nguyện, trên hạnh nguyện tử bi. Tôi thay mặt chư tôn đức tăng hiện tiền có lời cảm ơn hòa thượng viện chú tăng trong chùa Phật Ân đã 20 năm qua chăm sóc một bậc ân sư, một bậc tôn sư, một bậc thượng thủ tăng già. Tôi xin cảm ơn gia đình huyết thống của bậc ân sư, tôn sư, bậc thượng thủ tăng già đã làm nhân duyên để cho ngài tháp chức, và từ đó tu học biến gia đình huyết thống trở thành gia đình tâm linh. Xin cảm ơn tất cả chư tôn đức tăng hiện tiền đã quan lâm chứng minh và hộ niệm, đồng thời cảm ơn tất cả đạo hữu bà con xa gần cũng như toàn thể các anh chị em gia đình Phật tử huynh trưởng các cấp trong nước ngoài nước đã hết lòng yểm trợ kính lễ lo lắng tang lễ, và nhất là nhiều anh chị em ở trong nước ngoài nước đã cùng với hòa thượng minh tâm viện chủ chùa Phật Ân góp phần công của để lo cho bậc ân sư, tôn sư, bậc thượng thủ tăng già suốt 20 năm qua và tổ chức tang lễ một cách khiêm tốn và thành kính như thế này. Cầu nguyện giác linh trưởng lão hòa thượng thượng minh hạ chiếu cao đăng Phật quốc gia hộ và chứng minh cho buổi lễ tưởng niệm hôm nay của tất cả chúng ta, của tất cả chúng con và của tất cả môn đồ Pháp Quyền Thế Quyền cũng như các anh chị em gia đình Phật tử Việt Nam. Nam mô Long Thế Chánh Tông Tứ Thập Tứ Thế Quý Thượng Nguyên Hạ Quán Tử Minh Chiếu Hiệu Hải Ân Trường Lão Hòa Thượng Tòa Tiền Chứng Giảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những lời đạo từ và đạo tình thấm thiết của Hòa Thượng Thích Thái Hòa, thành viên Hội đồng Tăng già Bản Thể, Tổng Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Giáo giới Gia đình Phật tử Việt Nam đã khép lại buổi lễ tưởng niệm tối hôm nay vô cùng trang nghiêm và long trọng. Kính bạch Hòa Thượng, ngoài việc nhắc nhở lại, xin tán lại những công hạnh đặc biệt của cố Hòa Thượng tôn sư chúng con, Hòa Thượng cũng dạy dỗ toàn thể hàng môn đồ Pháp Quyến và huynh trưởng gia đình Phật tử Việt Nam chúng con tu hành theo tứ đế, phát khởi Bồ Đề Tâm để tiến tu đạo nghiệp. Chúng con không biết gì hơn giờ phút này, xin y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, và chúng con đầu hành đảnh lễ chư tôn hiện đức. Nhưng tam đảnh lễ hiện tiền chư tôn.